Ui truyền thuyết 3 con Goblin 5 tiền. Thôi xong rồi, 8 thằng chơi Goblin. Thôi xin phép, tôi là cái thằng đéo chơi. Quỳ luôn. Kinh khủng. Thôi trận này 3 con Goblin 5 tiền anh em ạ. Bom máy bay ca lông thì thế đéo nào trả 8 thằng Goblin. Nếu mà là tôi thì tôi cũng chơi nhá anh em nhá. Nhưng mà tôi rất tiếc anh em là hôm nay nó không phải là tôi. Cái người mà đang chơi cho anh em xem nó cái phiên bản song trùng với cả Tuấn Cơm nhá anh em nhá. Tuấn Văn Cơm, đấy là Tuấn COM. Ừ. Tuấn COM thì ở một cái thế giới song song. Vãi cứt thật, đúng thật anh em ơi. Tôi nhìn hình như là có vẻ như là đúng là như thế. 7 thằng Goblin rồi, trừ tôi ra. Còn cái thằng mua con rơi là bởi vì là nó không ra cái con Goblin nào để mua cả. Ok, trận này thì nói chung là chơi gì nhỉ? Chơi gì thì tôi cũng chưa có nói trước được. Nhưng mà cái video tối ngày hôm qua ấy, có rất nhiều anh em nói là mặc dù thì nó hay thật đấy, nhưng mà nó hơi bẩn, nó hơi bựa. Ai đời lại chơi điện tử, chơi game lại toàn nhổ lức bọt. Cả một trận đấu toàn thấy nhổ lức bọt vào mặt đối thủ, nhổ liên tục lức bọt vào mặt đối thủ luôn. Rồi khạc nhổ liên tục như thế thì có vẻ như video clip nó hơi bẩn. Nên là chắc là hôm nay để coi như là để lấy lại những cái hình ảnh đẹp đẽ của tôi so với cả cái video ngày hôm qua thì chắc là tôi sẽ chơi một cái bộ gì đấy mà nó quý stock nhá, quý stock một tí. Như thế thì nó mới phản ánh hết được cái văn minh, cái đẹp trai, cái thượng lưu đấy của tôi nhá anh em nhá. Đấy, sau cái trận đấu này đảm bảo với anh em luôn, tôi xin đảm bảo với anh em luôn là khi mà người khác ấy nhắc đến tên tôi trước mặt anh em ấy là anh em nhớ ngay đến một cái người nhá, một cái người thông minh, đẹp trai, thanh lịch, siêu cấp vô địch nhá anh em nhá. Xin đảm bảo luôn, không nói nhiều. Ok. Ờ. Đầu game của người sang soi này. Nhìn quá nhờ. Thôi về đi bạn ơi, đừng có sang soi, ngại lắm. Trông đội hình hơi à đuổi anh em ạ. Chưa có một cái con nào nó ghép được synergy cả. Ui ôi, yếu rồi. Ba Wario. Ghép được cái búa set, ghép búa set, ghép luôn, ghép luôn, ghép luôn. Giữ máu anh em ạ. Tôi ít chơi Echo lắm. Thường là tôi nếu mà không đánh được chuỗi thắng thì tôi bổ củi thôi, chứ còn tôi cũng chả chơi Echo. Ok. Được đấy. Thắng được cái round đầu tiên. Round sau vớ vẩn lại bán hết đi Echo. Rao sau vớ vẩn, bài ra vớ vẩn bán hết đi cô luôn nhá. Bài sau rao sau không thấy cái gì thì bán hết đi. Cái gì cơ? Cát Linh ấy, Tuấn Cơm hỏi chấm. Hỏi chấm là như nào? Tôi có thể hiểu là như thế kia, có nghĩa là ý bạn ấy muốn nói là Tuấn Cơm mày có muốn đấm nhau với tao không? À thế à? Ốc thôi. Tôi già rồi, ai thích đấm nhau nhá. Không, không nhá. Tôi không thích đấm nhau đâu. Ây da, cái đội hình ra kìa. Mỗi round ra một kiểu anh em ạ, leo khéo thật đấy. Chết thật. Bây giờ tôi phải làm thế nào với cái đội hình này đây mà chúng ta chót up cấp mất rồi. Mà chơi cái khỉ gì nhở? Chơi cái khỉ gì đấy? Đây gọi là up cấp giữ máu đấy. Chứ còn trông cả đội hình. Thế mà cũng bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà. Vẫn đang thắng. Mẹ đúng cái kiểu là mỗi rào ra một kiểu ấy anh em ơi. Tôi chết rồi, bây giờ phải làm nào đây? Mỗi rào ra một kiểu luôn ấy. Rào này còn ra con Thunder Spirit thì không biết là như nào, ghép bô là cái búa set rồi. Bây giờ phải chuyển dần về cái bộ mà tôi phải chơi được, đúng không? Thôi được rồi, đang chuỗi thắng thì up cấp lên anh em ạ. Nói chung là cái tuần này lại có ông sang soi, bây giờ để ý lại có ông Lâm nào đây? Lâm này Lâm Tùng Lâm hay Lâm nào đây? Có phải Lâm Tùng Lâm không? Lâm Tùng Lâm lấy đấy mà là em thì đừng có đấm anh ấy.
sang lại xếp bài counter. Sợ thật mấy ông. Chăm sóc thì chăm sóc kỹ để. Có cần phải chăm sóc kỹ như thế không? Lâu lâu sang soi cái. Chả hiểu. Đang định tâm lý tôi à? Tâm lý tôi đấy à? Phải không? Đánh vào tâm lý à? Mẹ ơi đúng là như thế anh em ạ. Mũi nào ra một kiểu thật thế này. Trời chết tôi đó. Ôi bài ra lèo khèo quá. Không biết là chơi cái gì đây. Ra một cái con nào đấy mà nó thực sự nó có ý nghĩa một chút nào. Đấy là ông Lâm lại lên soi rồi. Chả hiểu có soi cái gì. Soi soi ít thôi. Định ăn tôi à? Định ăn tôi thế này. Thì ăn đi. Bài yếu. Bài yếu này thì ai chả ăn được. Còn gì phải sang soi. Đúng không? Xem gặp Lâm như nào. Chưa gặp. Nguy hiểm. Chưa gặp Lâm mà cũng chưa gặp Cát Linh đâu nha. Ôi dồi, Cát Linh to chưa kìa. Cát Linh to, Lâm cũng to. Kinh đấy. Thế là muốn ăn tôi. À đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Ba Hunter cơ sở để chơi vào cái bộ mà tôi thông thạo. Được anh em ơi. Được đấy. Cho mấy anh em mà mới xem mà chưa biết là tôi thông thạo bộ nào nhá. Mới coi như là quen với kênh thì chắc là chưa biết. Chứ còn các anh em xem lâu nói phát biết ngay. Hunter nhá anh em nhá. Nói luôn. Trận này nói chung ý là rơi vào nó tầm Hunter rồi anh em ạ. Để đấy chơi Hunter luôn. Một trong những cái line up mà tôi thích chơi nhất luôn. Thông thạo nhất luôn. Nói chung là nếu mà nói là cái bộ Hunter này là cái bộ mà tôi ý, mà thông thạo thứ hai ý, thì chắc là không có cái bộ nào mà tôi thông thạo thứ nhất. Đấy. Nha anh em nhá. Bộ này là cái bộ mắc binh luôn của tôi rồi. Chơi mà nói, nếu mà anh em mà thích chơi Hunter thì nó chỉ rơi vào cái tầm thích thôi. Nó chỉ rơi vào cái tầm gọi là thích cross thôi nhá. Chứ còn rơi vào cái tầm cái bọn Hunter đối với tôi ý, thì nó là vợ tôi luôn. Đó là cưới về làm vợ rồi. Hiểu cực kỳ là sâu rồi. Đấy, hiểu rõ lắm. Nên là tôi chắc là chơi Hunter. Xác định trận này chơi Hunter luôn anh em ạ. Hunter nhiều anh em sẽ bảo là Hunter thì đánh thế đéo được. Goblin late game. Ơi anh em chưa xem tôi chơi rồi. Thế thì anh em chưa xem tôi chơi nhá anh em nhá. Trận này nhiều Goblin thì tôi lại biểu diễn cho anh em luôn. Là đấm hết cả 8 thằng Goblin. À sorry anh em 6 thằng. Rồi trận này chắc 6 thằng Goblin. Biểu diễn Hunter đấm chết 6 thằng Goblin luôn cho anh em xem. À, ok. Chơi Hunter bắt đầu cảm thấy là cái bộ Hunter là nó thật sự là nó có một chút gì đấy là nó khá là văn minh và nó cũng khá là quý tộc đấy. Rất là quý tộc đấy. Hunter đi săn mà. Người có tiền người ta mới có tiền người ta đi săn được. Được đấy. Ôi tôi chết mẹ ơi. Tôi chết tôi rồi. Gáy cho tôi lắm vào. Tôi chết mẹ mất chuỗi này. Nhưng mà thôi cũng phải chấp nhận thôi anh em. không phải do gáy anh em ạ. Và vấn đề là do cái đội hình nó đang yếu. Nó có cái đéo ở đâu. Trông đèo khèo có cái gì đâu mà chả mất chuỗi. Nó phải 2 sao thì nó mới gọi là có chuỗi. Nó mới có tiền được. Đấy là tôi đánh cố gắng lắm rồi đấy. Cố gắng lắm chỉ được thế thôi anh em. Cố gắng lắm là có cái chuỗi là đến cái lúc đấy là thôi coi như là mất là. Tôi nghĩ là nó cũng là cố gắng lắm rồi. Chứ còn cũng không hơn được đâu. Tôi đã cố gắng hết sức. Cung đen lên 2 may ra mình có cửa anh em ạ. Đánh chuỗi. Chứ còn bây giờ toàn 1 sao này thì nói chung là không có cửa đâu anh em. Cố gắng giữ máu thôi. Nó còn nhiều cái để có thể chơi được bộ Hunter lắm. Cái cơ bản để chơi được Hunter là nó phải ra 6 Hunter sớm. 6 Hunter sớm đầu game thì may ra mới có cửa chơi chuỗi thắng xong rồi chơi Hunter. Trận này còn tôi còn chưa biết là có chơi được Hunter không ý. Đấy anh em thấy ông chơi lại dỗ bài lừa luôn. Bây giờ là cái con Thunder Spirit nó lên được 2 sao rồi đấy. Nếu mà lại mua. Mà rất tiếc là không có đồ anh em ạ. Đồ là không có ma năng. Đầu game không có ma năng đâu. Trận này không có ma năng. Trận này toàn đồ đánh tay thôi. Nếu mà đồ mà ra ma năng là chơi mết là ngon lắm rồi. Ra đủ bộ mết rồi anh em. Thôi chắc là tầm này chắc tôi cho con Eco giữ máu anh em ạ.
Đấy, mà tôi lên 7 luôn nhé, chứ không phải là vứt eco giữ máu xong giữ ở 6 đâu nhá anh em nhá, tôi lên 7 luôn. Anh em thấy không? Đấy, phong cách của Tuấn Cơm chơi rất là lạ luôn. Đấy, eco nhưng mà lại up 7. Đấy, được không? Đấy, được cái chứ, được cái chứ. Được đấy. Ăn được không? Ăn nổi không? Ăn được luôn này. Ôi giời. Anh em thấy được không? Quá được luôn. Đấy, lại vừa eco lại vừa thắng là nào. Hơi lạ nhỉ. Ừ, cái này nó hơi lạ, lạ lắm ấy. Đấy, nhưng mà nó lại đang coi như là anh em lại đang nhìn thấy nó đang diễn ra, nó đang diễn ra cái điều đấy. Thế tại sao lại cứ eco ấy nhỉ? Vứt thêm con Hunter nữa được không? Không anh em. Lạ thật đấy. Ừ, có những cái gì mà chơi ông này chơi ông rất lạ. Ông chơi rất lạ nhá, ông up cấp vứt eco vào. Đấy, nhiều anh em hỏi là ố lạ thế. Thì phải xem nhiều thì mới biết được tại sao nhá anh em nhá. Lý do là có nhiều lý do lắm. Đấy, nhưng mà không phải là tự nhiên mà nó như thế đâu anh em, nó vẫn có lý do. Đấy. Rồi ok. Thôi nói chung là tầm này lại bắt đầu lại phải xây dựng đội hình theo cái kiểu khác anh em ạ. Rồi ok, hay lắm, bắt được con súng này. Được đấy. Thằng này hơi to nhá, chắc vẫn thua. Ơi này, được đấy. Úi rồi. Được đấy. Câu một đống đam luôn. Fortuner theo L 10 điểm. Sau Breaker này, xong rồi lại còn cả Heaven Bomber 2 sao dí vào Fortuner theo L. Anh em thấy chưa? Tác dụng đấy, có tác dụng anh em ạ. Không phải chỉ đơn giản nó là eco đâu, có tác dụng nhiều lắm ấy. Đấy. Mà nói chung là bây giờ vẫn 3 Hunter. Nói chung là nhìn thì thế thôi nhưng mà đuối anh em ạ. Tức là có trận thắng nhưng mà sẽ có trận thua. Và thua thì sẽ giảm cái số lượng máu ít đi. Chứ còn bây giờ mà 6 Hunter chắc chắn là tôi cho 6 Hunter vào thôi nhá anh em nhá. Cho 6 Hunter vào thôi chứ tôi cũng không ngại đâu. Nhưng mà vấn đề là bây giờ nó chưa đủ 6 Hunter nên buộc phải chơi kiểu này. Tức là nó hạn chế mất máu tối đa. Ui mẹ ơi, nhìn trông bài ui, Doom. Doom rồi cả Velom cái đéo kia, nhìn trông toàn 2 sao luôn. Ôi hai con Skybreaker 2 sao. Velomancer thỏ 2, à mèo 2 luôn ạ. À. Trận này trận của bạn rồi, Goblin xanh thế nhờ, thật chết mẹ rồi. Bài này có vẻ hơi khó anh em ơi. Goblin mà xanh chín như này. Goblin mà còn đang 22 tiền đấy nhá, chứ không ít đâu nhá, tức là không mất nhiều tiền để roll đâu. Ở level 7 đang có chuỗi cộng 6 còn đang 22 tiền. Mà cái trận này là cái trận mà nên nhớ là cái bộ truyền thuyết nó có 3 con Goblin 5 tiền rồi. Chết rồi. Lỡ mồm đầu game bảo là chơi Hunter đấm Goblin. Thôi chết rồi. Ôi, chắc là anh em tí nữa về vì đấm sấp mặt cho Kalong các thứ nó bắn vào nó dí cho Kalong 3 tia các thứ dí cho mẹ Goblin xong rồi. Xong rồi bắn cho nó như kiểu gãi ghẻ thì chắc anh em cười. Anh em lại chửi cho cái sớm ăn gì. Thôi xong. Trận này tôi cứ nghĩ là tôi đè được bọn nó anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là tôi chơi Hunter tôi đè được nó. Nhưng mà có phải đèo đâu, Hunter nó chưa ra. Có cái gì rút lại được không nhỉ? Có gì rút lại lời những gì tôi nói được không nhỉ? Được à? Thật sự là như thế luôn. Cay là dữ ấy. Hunter thì đéo ra co không có. Con cung đen bây giờ vẫn 1 sao anh em ạ. Súng vẫn chưa ra. Súng chưa ra, cung đen 1 sao. Chưa đủ 6 Hunter. Và bây giờ đang 15 rồi. Thôi xong rồi. Tôi cũng chả có chuỗi. Tôi cũng chả có cái gì hết. Vậy cay thật. Thế mà cứ lỗ với anh em bảo là cái gì. Nào thì là thông thạo 10. Nào thì bộ yêu thích nhất của tôi. Rồi ôi. Khóc hơi nhiều rồi đấy. Thôi tôi quay lại trận đấu. Tiếp tục quay lại trận đấu. Dã man. Trận này nói chung là Goblin nó phải rơi vào tầm của 6 thằng. 6 thằng Goblin, một thằng Clyde, một thằng chơi Clyde. Một thằng chơi Clyde, còn tôi chơi Hunter. Về lý thuyết thì nói chung là Hunter thì nó bị counter bởi Goblin và counter bởi Clyde đấy anh em ạ. Về lý thuyết là như thế nhá. Nếu anh em chơi rồi anh em biết ngay. Nếu anh em có chơi thì anh em biết ngay, anh em hiểu ngay ra vấn đề luôn là nếu mà bọn Hunter này mà nó gặp bọn Lai thì thôi, xác định luôn. Nhưng mà đấy là lý thuyết anh em ạ, còn thực hành thì cũng chưa biết nhá, thực hành thì nó còn tùy người chơi anh em. Đấy, bình tĩnh,
chưa nha anh em nhá, chưa. Đấy là tôi mới chỉ gọi là tăng thêm cái phần thú vị cho game thôi. Tôi khóc một tí cho anh em cảm thấy là tôi bất lực thôi, nhưng mà thực ra tôi bất lực thật. Dã man. Tầm này bất lực thật đấy. Anh em thấy không? Vẫn chưa đủ 6 hunter. Trời ơi, trông bất lực chưa này. Mà đấy chứ chưa kể có thằng này là thằng Lâm nào đây. Từ lấy giờ sang soi liên tục luôn, xếp bài counter sợ thật sự. Thôi Lâm ơi, tha bạn được không? Bài yếu mà. Bài đang yếu. Wow. Really? Thôi xong rồi anh em ơi, chơi nay này. Ăn nổi không? Mà like này à, like vẫn co đều, co chưa lên được 2 sao. Nhưng mà vẫn thua. Yếu quá anh em ạ, thật. Đấy là cái con live blitz live của nó còn chưa lên được 2 sao đấy mà nó đấm cho Hunter này, nói chung là gặp cái live bắn nó như gãi luôn. Đấy ơi, súng rồi ơi. Luôn cái. Đủ 6 Hunter đã anh em ơi. Bây giờ phải roll ở level 7 là anh em biết là tôi thọt đến cái mức độ như thế nào ấy. Round 17 phải roll để kiếm 6 Hunter là anh em biết là tôi thọt đến như thế nào. Vãi cứt thật. Trời ơi, bài này đen vãi luôn. Trời ơi, con cung đen ạ. Con cung đen nó là cái con co ở trong bộ này mà bây giờ nó vẫn một con. Có khi nào tôi còn phải roll để tôi kiếm con cung đen 2 không nhỉ? Con mẹ con cung đen này làm cho tôi nhớ lại cái thời thanh xuân. Cái hồi con trẻ con đi tán cái cờ rốt. Đúng kiểu chờ cung đen như kiểu chờ cờ rốt trả lời tin nhắn ấy. Mẹ dã man. Chờ mãi đéo thấy đâu. Đến bây giờ bật lại thì vẫn chưa thấy trả lời. Dã man. Ui ôi, cung đen ơi mày ở đâu ra đi. Ôi tôi chết tôi rồi. Bài đèo khéo quá. Tầm này con lại phải còn phải roll ở level 8 này để kiếm con cung đen đây này. Chết mất thôi. Hay lên 9 roll nhỉ. Bây giờ thực ra vẫn phải roll ở 8 kiếm cái gì đấy đã cho nó ổn áp tí rồi lên 9. Ít nhất là phải kiếm một cái con nào đấy giữ máu của tôi không. Quả này toang lắm này, toang lắm luôn ấy. Catlin thì to. Vật vã hơn chơi Goblin. Ui thằng này to này. Con mẹ nó ra nó con... Ở đây nó là mới có round 18 thôi mà cứ tuột full 2 sao trong bộ Warrior. Thôi chết rồi. Trận này còn có cả Warrior thì cung này bắn gãy mẹ cung rồi. Chết tôi rồi. Doom 2 ạ. Doom 2 cái giờ này ạ. Mẹ trừ nhiều máu thế. 14 máu. Ôi mẹ ơi, round 18 mà mất 14 máu rồi, một round rồi, trời ơi. Mới có round 18 thôi, sống đến round thứ 30 đúng không? 10 round nữa, mỗi round mất 10 máu à? Không dám nghĩ nữa. Thôi xong rồi anh em ơi. Làm thế nào để giảm được cái sự mất máu bây giờ? Chết tôi mất. Xếp cái kiểu gì bây giờ nhờ? Xếp cái bài kiểu gì để mà giảm cái sự mất máu đi đây? Đội hình cánh hạc à? Là hắn để xe bò. Không, tôi nghĩ là không. À đúng rồi. Rồng lộn. Trời ơi, tư thế rồng lộn. Đúng rồi. Phải xếp theo tư thế rồng lộn thì mới ăn được. Để xem là cái thế rồng lộn giúp tôi không. Ôi trời ơi, cáo sọc một phát. Thế là con cung đen nó bay màu. Nhưng mà được đấy. Được đấy. Cái thế này được. Thế này được. Được. Ok. Đấy anh em biết thế mới nhá. Thế xếp bài mới. Thế xếp bài rồng lộn. Đây rồi. Còn một con nữa. Chắc vẫn phải roll anh em ạ. Vẫn phải roll thôi. Tôi nghĩ là thế. À đây rồi. Có giữ máu rồi. Lên 9 anh em ơi. Lên 9 nhá. Có heo lên 9 được rồi. Ok. Ừ, được. Vẫn phải roll đấy. Nhưng mà ra được như này thì lại vẫn là ok luôn. Đấy, lên 9 rồi roll tiếp. Lên 9 roll tiếp anh em ạ. Nào sau lên 9. Ờ mà Catlin nó mất mẹ chuỗi rồi kìa. Vãi đái. Khỏe như thế mà vẫn mất chuỗi rồi nhở. Vô lý thật. Còn có thằng nó còn mạnh hơn cả thằng Catlin luôn. Sợ thật sự luôn. Thế thì cái bài này thì tôi đỡ thế nào được đấy. Đỡ thế nào được đấy. Gậy gỗ này. Ghép cái mặt lạ hút máu. Đây rồi. Mà lại hút máu. Ok.
Crit. Crit hay chấm nan? Crit, 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 Crit. Crit, ok. Rồi. Đến round này hết tiền up 9 luôn thôi. Lên 9 luôn anh em ạ. Lên 9 kẹp 4 đỏ giữ máu đó. 4 đỏ mà có heo giữ máu được. Chứ còn tầm bây giờ thì cũng chả đấm được ai đâu. Nói thế thôi chứ tầm bây giờ yếu lắm rồi. Nhiều goblin thật. Trận này đúng không? Nếu mà là tôi, tôi nói thật với anh em, trận này tôi cũng chơi goblin. Nhưng mà thôi anh em ạ, chơi theo kiểu biểu diễn nên là không chơi. Mà tôi chơi goblin thì anh em sẽ có một cái clip riêng nha anh em nhá. Clip tôi sẽ tập goblin, tôi sẽ trình diễn cho anh em, biểu diễn luôn. Ôi xôi ôi. Đây rồi, nhưng mà chưa chơi được. Từ từ bình tĩnh. Với một cái người mà thông thạo 10 cái bộ này thì không nha anh em nhá. Chưa chơi được, chưa chơi được, chưa chơi được. Nhiều anh em mà thấy cái con Tsunami ra là nó sẽ là 9 Hunter luôn đúng không? Nhưng mà không anh em ạ, nó không phải là như thế đâu. Chưa. Cung đen chưa lên 2, Hunter chưa 2 sao thì không chơi được. Nói thế cho nó nhanh nhá anh em nhá. Chưa được. Bây giờ vẫn phải là 4 đỏ. Tôi nói thật với anh em là tôi chơi ấy, mà tôi ra clip và tôi chơi tôi thường nó là biểu diễn. Đó là vì nghệ thuật là chính nhá anh em nhá. Chứ còn tôi, ui dồi ôi, mẹ vừa mới chứ còn tôi thì, chứ còn tôi thì đi rồi. Vừa mới chứ còn tôi một cái vào gặp ngay bọn assassin, nó vào nó xỉa ra một phát. Ờ nhưng mà cũng chưa chắc nhá, chưa chắc, đỏ đang gánh mà. Hệ đỏ đang gánh em ơi, hệ đỏ đang gánh, hệ đỏ đang gánh. Đấy, support master gánh được không? Gánh được, ui dồi, gánh được này. Tôi cứ ngỡ là tôi thua nhưng mà tôi lại không thua cơ. Mà quả đấy mà là assassin hết. À quả đấy mà là Hunter là thua rồi đó. Hunter từ từ anh em ơi. Từ từ đã, bình tĩnh. Đấy đủ bộ nhá, 9 Hunter là tôi đủ đấy. Nhưng mà không chơi anh em ạ. Tôi đã nói với anh em rồi. Nó là cái bộ mà phải nói là, nếu mà cái bộ này nó là cái bộ thứ hai thì không có cái bộ nào là bộ thứ nhất của tôi cả nhá anh em nhá. Thông thạo một của tôi luôn đấy. Trong tất cả những cái line up luôn. Nhiều anh em cứ nghĩ là cái bộ God là cái bộ thông thạo nhất của tôi, nhưng mà không. Cái bộ này mới là cái bộ thông thạo nhất của tôi. Bộ God nó chỉ đứng thứ hai thôi. Với hai cái bộ đấy tôi nói thật với anh em, tôi chơi tất cả các meta luôn. Đấy. Từ bình tĩnh anh em nhá. Đoạn này là mất máu nhiều lắm này. Cho 9 Hunter vào không ăn thua đâu. Đây này gặp bọn, gặp cái bọn Wario này còn chết nhá anh em nhá. Bình tĩnh. 6 đỏ, à 4 đỏ bây giờ nó là chân lý ấy. 4 đỏ bây giờ là chân lý đấy anh em ạ. Nó giúp chúng ta có một cái lượng máu để câu kéo thời gian để cho cái bọn Hunter nó bắn. Chứ còn cái kia toàn một sao thì nó đấm cho 2-3 phát chết rồi anh em ạ. Thấy chưa, anh em thấy chưa? Đấy, ổn không? Ổn không? Giữ máu ổn không? Đấy, kinh nghiệm nó như thế anh em ạ. Kinh nghiệm nó khác với người không có kinh nghiệm. Chơi nhiều rồi. Chơi Hunter chắc là cũng phải rơi vào tầm 200-300 trận rồi, nó khác anh em ơi. Bình tĩnh nhá, bây giờ cứ từ từ. 9 Hunter cứ từ từ đã. Để bây giờ tôi roll này, tôi bắt đầu 50 tiền rồi tôi roll. Đấy, 50 tiền roll cung đen lên 2 sao. Rồi cái bọn Hunter nó lên 2 sao hết đã. Rồi chúng ta mới chơi được. Nhá anh em nhá, bình tĩnh. Sẽ có anh em hỏi là Hunter, thắc mắc anh em Hunter là có ăn được Glide hay là ăn được cái bọn Goblin không, hay là thậm chí là Warrior không. Thì tôi nói là vẫn có cửa ăn nhá. Vẫn có cửa ăn mặc dù là đang cửa dưới. Nói thật luôn là cửa dưới, chúng ta cửa dưới. Nhưng mà vẫn có cửa ăn anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Đây này, con Assassin này cũng rất là nguy hiểm này. Trận này có rất nhiều những cái đội hình mà nó counter bọn Hunter. Đấy, Assassin nó thọc cái hàng đằng sau. Đấy, cáo hai nó chọt cho một phát. Mất rất nhiều máu luôn. Nếu mà tôi không giữ cái bộ đỏ là tôi sẽ rất toang. Anh em hiểu không? 16 máu ơi này. Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Trận này là khó. Đi vào đúng cái kiểu là tăng độ khó cho game. Khi mà chơi chọn cái đội hình mà bị 7 thằng còn lại nó counter. Đúng kiểu làm content luôn ấy. Làm content tăng độ khó cho game. Chứ còn bình thường như cái trận đấu như này nhá, nếu mà chọn bài chuẩn Goblin là chuẩn, hoặc là 9m anh em ạ. 9m counter tất, 9m counter tất luôn. 9m là counter tất. Anh em xem toàn Goblin với cả Wario này. Nếu mà trận này nhá, ở trong bảng truyền thuyết có máy bay, có Kalong, có máy bay, có Kalong và có cả Secret Lancer. Tôi nhắc đi nhắc lại anh em rất nhiều clip rồi là chọn cái bài gì, chính là bài 9m đúng không? Đấy, tôi đã nói rất nhiều những cái clip, tôi đã chia sẻ cho anh em cái cách chọn bài rồi, như nào rồi. Đấy, cái bài này này, trận đấu này nhá, 9m vô địch rồi luôn.
Còn lý do tại làm sao, tại vì làm sao mà tôi lại chọn cái bộ Hunter, tôi thích biểu diễn thôi nhá. Tôi tăng độ khó game, tôi thích biểu diễn cho anh em thấy tôi chơi Hunter Pro. Ok chưa? Chọn hẳn một cái bộ mà coi như là cửa dưới cho tất cả những cái bộ còn lại luôn, để cho anh em thấy là tôi vẫn chơi được nhá. Tôi vẫn chơi được. Ok rồi thôi. Từ từ anh em ơi, lại bình tĩnh, lại 40 tiền giữ lại đã. Từ từ, 50 tiền luôn anh em ạ. Sẽ có đến một cái lúc nào đấy là chúng ta sẽ bỏ vào, nhưng mà không phải là bây giờ. Chưa phải là bây giờ đâu. Cung đen là lên 2 sao rồi chúng ta mới bỏ vào được. Mặc dù tôi cũng đang rất sốt ruột như anh em. Với cái bài bây giờ là chúng ta sẽ thua hết, không thắng bất cứ một cái đội hình nào hết. Nhưng mà bây giờ cần phải giữ máu nên là bắt buộc là phải giữ cái bộ 6 đỏ ở đây, à 4 đỏ ở đây. 4 đỏ, 6 Hunter ở đây. Chứ còn bây giờ bỏ 9 Hunter vào thì gặp mấy cái thằng đây này chết ngay anh em ạ, à, mất nhiều máu lắm. Cứ assassin nó bớ đằng sau thì đỡ thế đéo vào được, nói cho nó nhanh. Thấy không, anh em thấy không? Đấy, ui dồi, 29 máu này anh em này. Căng rồi đấy, căng rồi, bắt đầu căng rồi đấy. Rao vừa rồi mất 17 máu anh em ạ, à. Hai rao nữa là ra đi, nguy cơ chết rất cao. Tiếp tục nào, cung đen mày ra đi, Cross đâu, Cross ơi, chờ tin nhắn của em từ lúc còn cởi chuồng tắm mưa, bây giờ đã sắp lắm bỉn đến nơi rồi, vẫn chưa thể, ở đây rồi, được đấy, ui dù, được đấy, được đấy, được đấy, ra rất đúng lúc, thôi được rồi anh em ơi, chốt đội hình thôi, lên luôn, không nói nhiều, lên luôn. Ơ cái thằng kia cứ sang soi ấy nhở, có cái gì mà soi nhở, soi để dí tôi à, có phải không? Đừng thế nhá, đổi chỗ. Cứ soi để dí thôi ạ, cứ soi để dí thôi ạ. Chơi assassin rồi, đã counter đội hình rồi, còn cố tình dí. Ấy, lại sang soi, chăm sóc rồi, đặc biệt quá. Trận này có hai ông chăm sóc đặc biệt đấy nhở. Bình tĩnh nào. Cho chơi điện tử tí đâu. Để rồi, cắt linh này, cắt linh. Đấy, cắt linh, cũng ghê đấy bạn ơi. Cũng ghê đấy, có ca lông rồi đúng không? Có ca lông rồi đúng không? Cũng thường thôi anh em ơi, đấy tôi nói rồi, ăn được mà. Trời ơi, ăn được. Về lý thuyết thì là không ăn được thôi anh em ơi. Nhưng mà có những cái tình huống thắng như này thì nói thật đấy anh em, mà chỉ có thể giải thích được là bằng là cái thế thôi, cái thế nhá. Anh em nhá, cái thế rộng lộ của tôi, cực kỳ kinh khủng. Kinh thật đấy, anh em thấy không? Hiệu quả luôn. Thế xếp bài rồng lộn nha anh em nhá. Với anh em chưa biết, còn anh em xem kênh thì chắc anh em cũng biết qua rồi. Cái này nó không phải là lần đầu anh em nhá, không phải lần đầu đâu. Các anh em mới xem thì chưa biết cái thế này thôi, chứ còn các anh em xem rồi thì chắc là anh em cũng đã từng xem. Ok rồi, anh em thấy là uốn lượn hình con rồng không? Đấy, có hình đầu rồng đuôi rồng ở nó nhá. Ok. Rồi, nói chung là cái tầm này thì tôi nghĩ là tôi lại tự tin luôn. Tầm này chắc là cũng không sợ cả thằng assassin đâu anh em ạ. Tầm này, ui xôi, Clyde à. Để xem nào, Clyde bình thường là thua đúng không? Bình thường là theo lý thuyết thì là thua đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi lại đéo thua cơ. Ồ, ui giời, nhìn này, anh em nhìn chưa? Thấy chưa? Đâu có thua đâu. Đấy, về lý thuyết là thua thôi nha anh em nhá. Còn nó phụ thuộc vào xem là ai cầm nữa, ai cầm cái line up đấy nữa. Thì đấy, tôi cầm. Tôi cầm nó khác anh em ơi. Tôi cầm Hunter nó khác chứ. Tôi đã phải coi như là PR cho chính bản thân. Cái bộ này là cái bộ mà nói chung là, nếu mà là thông thạo 2 thì không có bộ nào thông thạo 1 cả anh em nhá. Đấy, lại PR lại một lần nữa. Rồi ok. Thôi cái ông đừng có bốc phét. Đấy, nhiều người bảo thế. Ông đừng có bốc phét, thực ra là cái bộ 9 Hunter nó mạnh. Ừ ok, anh em chơi đi nhá, chơi thử xem confirm lại là có mạnh không. Đấy, assassin chết rồi anh em ơi. Ôi giời, cứ phải sang soi xếp bài counter tôi đi mà. Xếp bài counter tôi xong bị thằng khác họ đấm cho sốc mặt, tôi biết ngay mà. Đừng có counter tôi làm cái gì, khổ. Cái đội hình yếu hơn lại đi counter. Người ta chơi là phải counter vào cái đội hình mạnh hơn, ai để ý cái thằng yếu hơn. Như assassin ngại 9 Hunter, chịu. Rồi ok. Đấy, còn cái bọn Glide này thì nói chung là, ôi giời, vẫn là chơi được. Ok, có được không vậy? Trông này có vẻ hơi khéo nhá. Được không? Vẫn được á? Ui, vẫn được á? Ui, vẫn được đấy anh em này. Ui, vẫn ăn này. Ui,
chưa thôi, còn một mình con cú đen. Úi dồi ôi, nó đẩy ra anh em ạ. Được đấy. Trời ơi, cái thế dòng vội xếp đỉnh cao thật sự luôn. Anh em thấy không, bài nó vẫn còn một sao ấy nhá. Cung đen còn thậm chí là còn là 2 sao thôi chứ không phải 3 sao đâu. Nhưng mà trông có vẻ rất là uy tín đấy chứ, rất là uy tín đấy chứ. Các cái đội hình khác trông to vãi đái luôn. Rồi ra bom rồi, ra bom ra ca lông. Ok. Được đấy. Bây giờ tôi nói thật với anh em là cái tầm mà form được đội hình thì tôi lại không căng thẳng như vừa nãy đâu. Tôi lại bình thường rồi anh em ạ. Tầm này lại có thể là thoải mái rồi. Thoải mái mà coi như là nghĩ đủ các thứ trò thì tôi có thể nói chuyện với anh em là vui vẻ. Chứ còn từ cái tầm này tôi thật quá yên tâm luôn. Rơi vào tầm form đủ đội hình rồi nhá. Đấy này, kết hợp với cả xếp bài nữa thì khó. Khó với thủ ăn được lắm. Rồi, ok. Rồi, xếp cái giáp băng. Xếp cái giáp băng. Bây giờ súng nó mới lên 2 này anh em này. Đấy. Ôi xùi ơi, thế này lên 10 luôn anh em ơi. Dí lên 10 luôn. Dí lên 10 giữ máu anh em ạ. Cho heo vào giữ máu. Ok. Đề phòng những cái trường hợp mà chúng ta bị lọt, chúng ta bị thua. Lấy cái cúp điên. Lấy cúp điên, cúp điên. Lấy cúp điên. Cho heo vào giữ máu đó là để trong cái trường hợp mà bị mấy cái thằng chả may mà nó bị đẩy anh em ạ. Tôi thực ra tôi nói thế thôi, nhưng cho cũng có nhiều trường hợp mà đang xếp cái đội hình như này nhưng mà nó lại bị thọt anh em ạ. Nó là hên xui thôi. Hên xui rồi nha anh em nhá. Chứ nó cũng chả có cái bí kỹ nào ở đây đâu. Chuyện này là vì tôi may mắn anh em ạ. Nhá, vì tôi may mắn nên là tôi mới coi như là giữ được máu đến bây giờ. Đấy, form là đủ 9 Hunter. Những khả năng ở top 1 đó là do là may mắn là nhiều. Rồi ok. À, ui, trông có cả máy bay, có cả ca lông, có cả bom luôn. Ui, nhưng mà đấy, Goblin ấy vẫn không có tuổi anh em ơi. Trời ơi, nhìn kìa. Cũng có bom đấy, cũng có coi như là ca lông đấy, nhưng mà đẩy hơi nhiều đấy nha. Trời ơi, 26 máu có đi luôn không bạn ơi? Ui, đưa không? Ui, trời ơi. 26 máu đi luôn anh em ạ. À. Làm gì có kịp lên được cái con ca lông 2 đâu. Mặc dù đủ cái bộ Goblin Max rồi đấy anh em. Đủ bộ Goblin Max hàng riu luôn rồi đấy. Có cả máy bay, có cả bom, có cả ca lông, có cả mèo kẹp vào. Tức là nếu mà thắng là có công nghệ Max. Nhưng mà lại đeo thắng cơ. Ờ, thế cơ, nó lại như thế cơ anh em ạ. Trời ơi, thế là bây giờ là thôi solo 1v1 thì nó lại thôi rồi. Đấy, may mắn quá anh em ơi, chơi trận đấu may mắn thật. Cứ chơi chả phải làm gì cả, tự nhiên top 1. Lạ nhở, cái này nó hơi lạ đấy nhở. Hơi lạ, hơi lạ, hơi lạ. Rồi. Hơi lạ đấy, hơi lạ đấy. Rồi, thế này thì về lý thuyết nhá, về lý thuyết thì bọn Lai là vẫn ăn được cái bọn 9 ăn. Bọn Clyde thì giáp to vẫn ăn được 9 ăn. 9 ăn bắn ra vào giáp thì gãy ngứa thôi. Đấy là về lý thuyết nha anh em nhá, còn thực hành thì nó khác. Đây, thực hành này anh em này. Anh em sẽ thấy thực hành là tôi bắn cho cái bọn này nó sấp mặt luôn. Kinh khủng. Ui dồi ôi, anh em nhìn thấy chưa? Chồng kìa. Chắc là cái này là cũng là do may mắn đấy anh em ạ. May mắn là vì những cái con Hunter của tôi tự nhiên nó lại bắn khỏe. Nó lại bắn xuyên giáp. May mắn thế chứ lại. Rồi. Ôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, rôn hết tiền không là bọn nó lại chết mất đấy. Lúc đấy thì anh em lại chê cười, lại bảo là cầm một đống tiền. Trò chơi là kết thúc mất, thôi rôn thôi. Thôi thế này thì tôi cũng chả biết là như nào nữa để mà không thắng rồi đấy. Nhờ. Bây giờ lên hộ cái con Live Deadline lên 3 sao đi. Nhờ. Lên 3 sao đi chắc là thắng á. Live Deadline lên 3 sao chắc thắng á. Ui, nó lên 3 sao thật rồi kìa. Mẹ mồm thối thế Tuấn ơi. Được không? Quả này lại bị cắt chuối lại ngu người này. Rồi stun đè. Hóa đá. Lai bờ lướt lai trông đéo bắn phát nào anh em ạ. 3 sao thật đấy. Ui, mặc dù là 3 sao thật đấy. Ui 3 sao thật đấy. 3 sao thật đấy. 3 sao thật đấy. Ôi rồi ôi. Anh em thấy chưa? Trời ơi. Tôi đã nói rồi. Tôi chuyên dùng cái bộ này để chơi tất cả các meta luôn. Thông thạo 10 nó phải khác anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Hunter uy tín luôn. Nói chung là chơi cái đéo gì chả được. Đấy, mang tính chất là biểu diễn là chính anh em nhá. Cảm ơn anh em. Cũng như ngày hôm qua nha anh em nhá. Nếu mà video clip này tôi được 100 like thì tối nay tôi sẽ ra một cái clip nữa. Ok.
Rồi cảm ơn anh em. Nếu anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip phía bên trái để xem cái bộ bí kíp của tôi nhá. Cái bộ bí kíp cực kỳ là kinh khủng điển luôn. Đấy, rất ít để chia sẻ nha anh em nhá, bộ bí kíp mà. Mỗi meta tôi chỉ chia sẻ đúng một lần nha anh em nhá. Nhổ nước bọt liên tục, phun nước miếng liên tục vào mặt đối thủ. Đấy, và anh em có thể chọn bên phải nếu anh em muốn xem cái bộ meta cực mạnh bây giờ nha anh em nhá. Bộ cần tôi nghĩ là cần phải coi như là giảm sức mạnh ngay lập tức đến từ nhà phát hành. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.